Trong số 4 chiếc điện thoại này em sẽ chọn máy nào hả Linh và tại sao? Em thích cái này. Really tại sao? Thấy nó đẹp. Thế á? Trong số tất cả những con này em thấy nó đẹp á? Unbelievable. Ngân, em sẽ chọn con nào? Đọc tên mấy con này xem nào. Oppo 5X2. Pro. Pro. S2 Ultra. Cái này á? Cái này từ. Cái này thì Mi 10 Pro. Em chọn con nào và tại sao? Con đấy xấu nhất, anh thấy con đấy đẹp nhất. Con này đẹp ấy, nếu mà để viền đẹp ấy, lưng đẹp ấy, cái con này màu đẹp quá. Rồi nhá, để chọn một trong số những con này em sẽ chọn máy nào nếu mà được tặng. Ok. Các bạn, xưa nay mọi người đã biết đó là iPhone bao giờ sẽ là sự lựa chọn rất nhiều người, nhưng hôm nay nếu như mình trong tay có 4 chiếc flagship này mà không phải iPhone thì mình sẽ tặng. Nếu mà để mọi người chọn thì mọi người sẽ chọn máy nào, chúng ta sẽ đi tham khảo ngay trong văn phòng Vật Vờ Studio nhá. Thanh, nếu mà để chọn 4 con điện thoại này thì em sẽ chọn con điện thoại nào em và tại anh. Sao? Em chọn Pixel ạ. Tại sao? Bởi vì cả 3 con này em dùng rồi, có một Pixel em chưa dùng. Rồi. Béo, tại sao em sẽ chọn con nào? 2X2 quay đẹp lắm. Thế á? Vâng. Quay chưa? Quay rồi, dùng điều ấy. À, rồi. Vâng, nhà báo sẽ chọn con nào, tại sao? Con này, thì con này đắt nhất. Nani? Thật. Nói chung vì tiền. Rồi ok, lại một cô gái khác nữa. Em đừng lấy ảnh người yêu cũ ra để làm gì nữa. Chia tay rồi thì thôi, làm sao cứ phải làm điều đấy nhở? Không phải người yêu của em đâu. Ok, anh biết mà. Rồi, em phải chọn con nào và tại sao? Này. Tại sao? Chụp ảnh đẹp lắm. Em đã dùng những con lại chưa? Chưa. Các bạn thấy phụ nữ chọn điện thoại chưa hả? Các bạn hiểu tại sao chưa? Phong, mày đã chọn con nào trong số 4 con flagship này và tại sao? Em nghĩ là em chọn con này. 5X2 Pro tại sao? Đúng rồi, con này màn đẹp, siêu đẹp luôn. Rồi, như vậy nãy giờ phần lớn mọi người rất ít chọn Xiaomi. Nào, Khôi, nếu chọn giữa 4 flagship này, mày sẽ chọn máy nào, tại sao? Cái này Mi Ultra. Tại sao? To tiền nhất, cụm camera khủng nhất, ấn tượng nhất. Thật không thể tin được. Hai thằng này sẽ chọn máy nào? Tất nhiên là iPhone rồi sếp. Wait a minute. Tất nhiên là iPhone rồi sếp. iPhone nào trong số này? Mày thật giết mày. Lẽ là Mi Ultra. Con này đắt nhất nhổ. Rồi, không thể tin được. Đức cầu toàn. Em phải chọn máy nào đó số 4 flagship này. Nhanh lên, anh mỏi tay rồi. Là S20 Ultra, tại sao? Em biết mỗi máy này thôi. Em sẽ chọn máy nào nếu mà được chọn. Được chọn đẹp. Mi 10 Pro 5G này, Pixel 4XL, S20 Ultra, 5X2 Pro. Đừng rút ra rồi bây giờ. Đây. Tại sao? Thế ra to. Khang, hãy nói một câu có lý đi. Chọn máy nào? Chỉ nhìn này, tại sao? Nhìn nó đẹp hơn. Đấy, cuối cùng phải có người chọn cái khác chứ. Tú. Béo như mày, mày sẽ dùng máy nào ở Tú trong số 4 con này? Con này. Tại sao? Nó đẹp. Thật không? Thật chứ, nó thuần có rồi à. Con này dùng chán rồi à. Ừ. Còn con này chưa có được. Rồi, đáng béo, chọn máy nào? Em chọn ai? Nói lại lần nữa đi. Hai ngón nhờ. Tại sao dùng 5X2 Pro? Con này 5X2 Pro à? Ừ. Đấy, xem kỹ vào. Tại sao? Vì thích Android thuần. Bỏ tay ra đi. Em chọn máy nào hả Dũng? Con này. Tại sao? Chắc đẹp vãi. Đẹp thôi gì? Do em hơi gầy gầy nó rất. Ok. Hằng, em sẽ chọn máy nào? Cho số 4, 3, 4 con này. Vì màu đẹp hả? Ừ. Em sẽ chọn máy nào? Con này. Qua video lần này thì các bạn đã thấy rằng iPhone thì mình đang dùng để quay. Và nếu như không dùng, nếu không để chọn iPhone thì các bạn sẽ chọn máy nào? Thì trên màn hình đã xuất hiện bảng tỷ số của 4 chiếc điện thoại. Đó là chúng ta có Mi 10 Pro 5G, chúng ta sẽ có Pixel 4XL, mọi người sẽ còn có Oppo 5X2 Pro và chiếc S20 Ultra. Mình chưa biết đáp án là gì các bạn ạ, tại vì khi làm xong video thằng Edit nó mới tổng hợp lại. Nhưng mà phần lớn mọi người chọn S20 Ultra. Các bạn thì sao? Hãy comment ngay bên dưới. Hẹn gặp mọi người ở các video sau. Sao em phải đến mà? Đúng rồi đấy, đếm đi.